Alo mọi người, xin giới thiệu với mọi người, đây là khu vườn của Aki. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đi thu hoạch củ cải. Đây là thành quả đây nè mọi người. Đây là lần thứ 3 em thu hoạch rồi. Và chúng ta sẽ xem là vẫn câu hỏi rất ư đơn giản. Công hay thần? Đây. Ok. Này nó bị gãy rồi. Không biết là cái củ gì nữa sao nó tràn hạn đi trời. Nói quá. Đây. Em là em không có hiểu luôn á mọi người. La 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 la. La 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 la. Đây như là một sao ta có người luôn hả? Hai cái chân dài thon nè, giống phim hình không? Em không hiểu sao mà sao kỳ vậy, sao nó không mọc hẳn, tự nhiên gì đây nó tệ, nó trẻ làm đôi vậy trời. Trời ơi, cái đuôi nó dài nè, trên đầu nó rất là bự. Xong nó teo dần và đây là cái đuôi củ cải dài nhất thứ 11 của Aki trồng. Chắc luôn. Và bây giờ để cho mọi người thêm xác nhận là em nhậu thiệt, thì em sẽ cho mọi người thấy những cái quy trình em vô củ cải và những sự bất ngờ cảm xúc của em. Alo mọi người, đây là củ cải của Aki. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thu hoạch và sẽ xem là cái củ cải này là nó sẽ thẳng hay là nó lại cong. Định là trên là thẳng nha mọi người. Rồi bây giờ Aki sẽ đào lên để mọi người coi xem là kết quả nó sẽ như thế nào. Ôi, trời ơi, nó rất dễ. Ta sẽ coi nha. Tăng tăng tăng. Đâu rồi, đây nè. Ây da. Nó mập ú à. Mà nó thẳng nha, nó thẳng. Rồi, đây là một cục. Đây, đây, đây. Cục này. Cái này chắc cầm chắc rồi. Cầm queo. Mà để coi xem cầm cỡ nào. Tăng tăng tăng. Đó, sâu. Em làm mà em cũng đào, cũng cuốc đất, cũng làm sâu lắm mà không sao. Nó có công queo queo. Em học nông nghiệp đó quý vị. Mà bây giờ em mới trồng cây nè. Và em trồng cái gì nó cũng cho quất à. Đừng có gãy nha. Đừng có gãy. Cái này những củ cải cong vòng. Cong dèo dèo luôn. Đây. Ồ. Ở trên nó cong nhưng ở dưới nó thẳng. Tại sao vậy ta? Khó hiểu. Cái này là trồng hơi bị lố rồi nè. Trồng nhiều quá bác. Nên cuối cùng nó ra vậy. Do chưa biết. Cô này là em bó tay về mình. Đây. Khó nói quá. 2. Không hiểu luôn á. Cố lên. Tèn. Ôi, sao vậy? Ồ. Cái này không vừa nó cong. Không hiểu. Không thể nào hiểu được mọi người ạ. Nhưng mà em rất là vui. Rất là vui. Cái củ cải này thì nó không có bình thường. Trời ơi. Tôi không hiểu tôi luôn á trời. Aki ơi là Aki. Cuộc đời có hai ngã rẽ. Chúng ta sinh ra rồi, chúng ta sẽ không biết rằng chúng ta sẽ đi về đâu. Ây trời ơi. Cụ này mà không có hoạt liền nó bị hư. Không thể nào hiểu được mọi người ạ. Nhưng mà em rất là vui.
rất là vui, rất là vui. Ấy trời ơi, rồi xong luôn. Đứt rồi. Nó dài lắm. Ê, ê, ê. Cũng cuối công hay thằng. Chúng ta sẽ cùng chơi xem. Cũng được. Đây là một cuộn nó rất là kỳ lạ, mọi người thấy không? Đây để em bẻ, cái lại đó. À. Nó quẹo được hay gì trời. Quẹo bánh lạ lùng. Rồi mình sẽ khám phá dữ nha. Cái hậu mới là quan trọng nha bà con. Mà cái hậu này chắc không dài rồi. Đây. Khó hiểu, em là em không hiểu nổi luôn. Ai mấy bạn nào mà trồng củ cải thẳng băng mà đem ra chợ bán, giải thích giùm em này và hướng dẫn em kỹ thuật đi. Mặc dù em cũng học nông nghiệp 4 năm đâu quý vị. Không hiểu, không thể nào hiểu được mọi người ạ. Nhưng mà em rất là vui. Rất là vui, rất là vui. Ây. Trời ơi. Trời ơi trời. Cái hậu nó hơi bị nhỏ mà sao cái hậu nó dài vậy không biết. Cái này là sinh ra thì mập ú nè, càng ngày càng ốm dần nè và teo tóp luôn. Rồi vấn đề sao? Cú cái ác cái chồng. Rồi rồi xong. Cụ này thẳng nè. Chưa chắc thẳng đâu. Cong, đuôi cong queo. Thật sự rất là thú vị. Em không biết là có ai như em không. Đi nhậu củ cải mà vui giống như là trúng vàng, có vàng vậy đó. Không thể nào hiểu được mọi người ạ. Nhưng mà em rất là vui. Rất là vui, rất là vui.